Nguyên một cục luôn nha các bạn, nguyên một cục luôn. Này xin phép mời các bạn nha, các bạn dùng với mình nha, các bạn dùng rồi mình dùng nha. Quá ngon các bạn. Mình xin phép lấy bao nhiêu thôi các bạn ơi. Thưa các bạn, mình xin phép lấy bao nhiêu mặt thôi nha. Đây, mình sẽ đưa lên cho các bạn xem. Đó. Còn mặt nữa đây các bạn. Nhưng mà mình không lấy hết nha. Tại vì ong này nó chủ yếu ăn mặt thôi, mình
mà lấy hết thì nó sẽ tạo mặt lại rất là lâu, giờ nó không có nguồn mặt sống để mà nó đi kiếm mặt, tha mặt về cho mình nha các bạn. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thích thì các bạn đừng quên subscribe giùm mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.